Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Tính đến sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020, Trung Quốc đã ghi nhận 11.791 ca mắc virus corona và đã có 259 trường hợp tử vong. Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận 157 trường hợp bệnh xâm nhập tại 27 quốc gia. Tại Việt Nam đã ghi nhận 6 ca bệnh viêm phổi do virus corona, trong đó có 2 công dân Trung Quốc và 1 người đã được chữa khỏi. Đó là trường hợp bệnh nhân Li Qijiao, 28 tuổi. Sau thời gian điều trị, theo dõi cách ly, anh Li Qijiao tỉnh táo, tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt hơn 4 ngày. Anh cũng được làm xét nghiệm PCR lần 2 ngày 25 tháng 1, lần 3 ngày 27 tháng 1, cho kết quả âm tính với virus corona. Trong khi đó, bố của Li Qijiao là bệnh nhân Li Jing, 66 tuổi, cũng đang tiến triển khá tốt. Đối với người cha, có cùng một lúc là có những bệnh như là đái tháo đường, tim mạch, và đặc biệt hơn nữa là ông ấy là đã bị là ung thư, đã được phẫu thuật. Vấn đề điều trị là trở nên vô cùng nan giải. Điều rất là đáng mừng, ông có thể đi lại trong phòng tập thể dục và bỏ cái oxy ra. Sốt thì ông đã hết sốt rồi. Tuy nhiên đây là một cái bệnh nhân mà nó có rất nhiều bệnh nền kèm theo, cho nên là chúng ta vẫn còn phải tiếp tục là theo dõi. Về tiên lượng thì mình thấy rằng cái khả năng mà hồi phục hoàn toàn là có thể có. Để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona, Bộ Y tế đã công bố đường dây nóng phòng dịch với số máy 1900-3228. Đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, trong những ngày đầu năm 2020, thông tin về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona bùng phát khiến cả thế giới lo lắng và người dân trong nước cũng như là tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng lo lắng không kém. Để tránh tâm lý hoang mang thái quá, đồng thời nhằm trang bị cho người dân kiến thức đúng để phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày kỳ này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hiếu, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Xin chào bác sĩ. Chào MC, chào quý khán giả đang xem đài. Thưa bác sĩ, trước tình hình dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do virus corona gây ra có chiều hướng diễn ra phức tạp và nguy cơ lan rộng, thì Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai kế hoạch phòng chống bệnh như thế nào ạ? Sở Y tế cũng đã trình Ủy ban nhân tỉnh, tức là tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ra một cái văn bản chỉ đạo cho các đơn vị, tức là không phải ngành y tế không, mà tất cả các đơn vị, các ngành, ban ngành trên tỉnh tham gia cái công tác phòng chống này. Riêng với ngành y tế thì Sở Y tế cũng đã ban hành một cái kế hoạch đáp ứng về cái công tác phòng chống cái virus do cái viêm phổi này, thì trong đó giao từng đơn vị, ví dụ như là bệnh hai các đơn vị điều trị, ví dụ như bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Lê Lợi hoặc là các trung tâm y tế có giường bệnh á, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có được một cái khu cách ly, tức là khi mà chúng ta tiếp xúc với những trường hợp mà nghi ngờ thì là chúng ta sẽ cho, tức là vào một cái khu cách ly để tránh lây lan ra cho những người khác. Cái thứ hai nữa là các đơn vị điều trị thì các anh chị chuẩn bị các đầu tiên đó là trang thiết bị nè, thuốc nè, làm sao mà chúng ta phục vụ cho công tác điều trị về cái bệnh này. Thì Bộ Y tế cũng đã ban hành một cái quyết định 1-2 năm rồi về cái công tác điều trị này rồi. Với bên dự phòng á, thì chúng tôi đó là chúng tôi có khoa kiểm dịch y tế biên giới. Thì hàng ngày chúng ta các cảng biển, thì khoa kiểm dịch y tế biên giới sẽ giám sát những cái trường hợp cái cảng biển này. Với những khách mà chúng ta xuống từ cảng này thì các anh chị bên kiểm dịch cũng sẽ theo dõi tình trạng, tức là tình hình sức khỏe khi mà những cái cảng tàu, khách du lịch họ xuống từ đây. Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm hoặc là khoa xét nghiệm thì chúng tôi chuẩn bị đầu tiên đó là những cái trang phục, tức là trang phục chống dịch, hoặc là những cái mà gọi là những cái ống bảo quản mẫu này nọ, khi mà chúng ta có những trường hợp nghi ngờ thì chúng ta cung cấp cho những cái trung tâm y tế hoặc là bệnh viện để chúng ta đang, tức là chúng ta đang trang bị đầy đủ các trang thiết bị để cho phục vụ cái công tác chống dịch này. Còn về truyền thông thì hiện nay thì các anh chị thấy là trên báo đài thì cũng đã có những cái công tác về truyền thông về công tác phòng chống bệnh này rồi. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì mức độ nguy hiểm của bệnh viêm hô hấp cấp do virus corona gây ra cũng như là bệnh này thì tác nhân gây bệnh là gì ạ? Thì hiện nay chúng ta đã biết cái tác nhân đó là cái con virus corona rồi. Dạ. Và đây cũng là một cái tác nhân mới. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy ca bệnh đầu tiên là bắt tức là từ tháng 12 tháng 12 năm 2019, đó là ca bệnh đầu tiên của Trung Quốc. Và tới thời điểm 30 tháng 1 năm 2020 này á, gần 10.000 trường hợp mắc.
rõ ràng là chúng ta thấy lây lan rất nhanh. Cái thứ nhất, thời tiết mùa này rất là mát, ha các anh chị ha, thì rất là thuận lợi cho cái sự phát triển của con virus. Cái thứ hai nữa là cái kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thì các anh chị biết là chúng ta là ta ha, người Trung Quốc sẽ đi du lịch hoặc là người ta trở về quê hương với một cái số lượng dân số rất là lớn. Do đó cái vấn đề mà lây lan cái nguồn bệnh từ những cái vùng dịch này về các địa phương, về các nước rất là lớn. Và chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có 3 trường hợp người Việt Nam trở về từ Vũ Hán, thì chúng ta đã ghi nhận những trường hợp này rồi. Cái nữa đó là vấn đề vệ sinh, sinh hoạt của chúng ta. Và đây là cũng nói đây là một cái tác nhân mới. Và chúng ta biết rõ ràng là nó lây qua đường hô hấp, tác nhân mới lây qua đường hô hấp. Nhưng mà thật sự là cái vấn đề mà kiến thức của người dân về cái phòng chống này thì chúng ta thấy mới mà. Thì do đó cái vấn đề truyền thông ở đây chúng ta phải đẩy mạnh rất rất là nhiều để người dân hiểu được những cái biện pháp, cũng như là làm sao chúng ta phòng chống được những cái triệu chứng lâm sàng nào chúng ta biết để chúng ta có thể phòng chống. À, vậy thì dựa vào những cái triệu chứng nào để chúng ta có thể nghi ngờ là người bệnh đã bị nhiễm virus corona? Đã gọi đây là một cái bệnh là nhiễm trùng hô hấp. Dạ. Thì đầu tiên anh phải có những cái gọi là cái triệu chứng về hô hấp. Tức là chúng ta có sốt nè, chúng ta có ho nè, hoặc là có hay không có khó thở, tức là về suy hô hấp đó. Nhưng mà yếu tố dịch tễ rất là quan trọng. Tức là anh phải trở về từ vùng dịch. Cái thứ hai, tiếp xúc với những người Trung Quốc, nhưng mà người ta có thể đây là những cái trường hợp nghi ngờ, hoặc là chúng ta có tiếp xúc với những trường hợp và xác định ca bệnh, đây là ca bệnh viêm phổi do corona, thì chúng ta mới nghĩ đây là những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ. Những ai thì sẽ dễ bị tăng nguy cơ nhiễm virus corona ạ? Hiện nay thì chúng ta thấy là chúng ta mới biết được cái tác nhân thôi. Còn nguồn lây từ đâu thì hiện nay vẫn chưa biết. Đó là khi thì nghĩ là con dơi, bây giờ hiện nay vẫn nghĩ nhiều người tới dơi. Có khi là nghĩ là rắn các anh chị hay là khỉ, thì rõ ràng là chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng khi mà cái cơn này là xuất phát từ một cái chợ buôn bán cái động vật sống của Vũ Hán. Thì nhưng mà tới bây giờ thì tất nhiên chúng ta biết, nhưng mà nguồn lây hoàn toàn là chúng ta vẫn chưa biết. Thì với những cái người mà nguy cơ cao đó là như tôi nói là đó là những trường hợp chúng ta tiếp xúc với những trường hợp ca xác định, tức là đây là một cái trường hợp viêm phổi do corona hoặc là những trường hợp bệnh nghi ngờ. Và đặc biệt với những người mà đã có một cái bệnh lý nền, hoặc là trẻ em phụ nữ có thai, tức là bệnh lý nền là thí dụ như bệnh lý tim mạch, bệnh lý đái tháo đường, thì những người này mà khi mà mắc bệnh á thì cái nguy cơ họ nặng hơn so với những người bình thường của chúng ta. Dạ. Và virus corona thì sống ở trong môi trường bên ngoài thì được bao nhiêu lâu, và có một cái thông tin cho rằng á là virus corona thì không thể sống trong môi trường có nhiệt độ trên 25 độ C. Điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Thì hiện nay các anh chị đã đọc trên cái thông tin đại chúng, tức là trên những cái báo mạng ha. Dạ. Thì chúng ta thấy vậy. Tức là đây là một cái tác nhân mới. Thành ra cái vấn đề mà nó có sống được ngoài môi trường 25 độ hay không thì chúng ta đừng có chủ quan. Mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải phòng chống nó như thế nào thôi. Trong những cái hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng ta cũng không có nói rằng con virus này nó tồn tại hoặc là nó sẽ bị tiêu diệt bởi một cái nhiệt độ 25 độ C. Và để không bị lây bệnh khi mà chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm virus corona thì người chăm sóc cần phải làm gì ạ? Với những cái trường hợp mà chúng ta đã cách ly rồi, chúng ta hạn chế tiếp xúc, thì các anh chị thấy là với những cái trường hợp cúm trước kia thì chúng ta nói là chúng ta có thể, nếu mà bắt buộc quá chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân thì chúng ta nên có một cái khoảng cách là 1 mét, nhưng mà với cái bệnh này chúng ta khoảng cách 2 mét. Khi mà chúng ta đã cách ly những cái trường hợp bệnh này rồi, hạn chế tiếp xúc với người nhà, chứ người nhà đừng có thấy bệnh rồi người ta cứ vào ra thăm nuôi, mà chính đây là những cái nguồn lây mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết. Tại vì khi mà anh tiếp xúc một thời gian sau thì anh mới có thể là nhiễm bệnh. Thì trong thời gian trước khi mà anh đã xuất phát những cái triệu chứng, tức là chúng ta có những triệu chứng là chúng ta đã có thể lây cho người khác rồi. Yeah. Thì ở đây chúng tôi khuyến cáo là người dân là, tức là chúng ta nên hạn chế cái vấn đề tiếp xúc, đặc biệt là với những trường hợp nghi ngờ hoặc là những trường hợp xác định. Cái thứ hai nữa là với những cái trường hợp mà chúng ta thật sự là chúng ta cần tiếp xúc với cái người, những cái trường hợp này á, ví dụ ở đây chúng tôi nói là nhân viên y tế, thì chúng ta phải có trang phục nè, chúng ta phải có khẩu trang nè. Với người dân thì chúng ta nên hạn chế đi đến những nơi đông người. Và khi mà chúng ta có ho, cũng hoa có sổ mũi, thì chúng ta có thể là sử dụng những cái khẩu trang, những khăn giấy, tức là chúng ta sử dụng một lần thôi và chúng ta có thể vứt bỏ. Do tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống lây nhiễm. Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh thành lập các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới khi có yêu cầu.
Bộ cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó với 4 cấp độ dịch, hoàn thành hệ thống kết nối giao ban trực tuyến tại 22 bệnh viện với sự hỗ trợ của tập đoàn Viettel. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ như hạn chế đến vùng dịch, hạn chế tiếp xúc với những người đến từ vùng dịch, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng, tránh mua bán tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật nằm trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Mời quý vị cùng quay trở lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hiếu. Và thưa bác sĩ, cho đến thời điểm này thì Bà Rịa Vũng Tàu tuy là chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ là bị nhiễm virus corona, nhưng mà nguy cơ xuất hiện dịch bệnh tại Bà Rịa Vũng Tàu thì có hay không ạ? À? Bà Rịa Vũng Tàu là một cái địa phương, đặc biệt là thành phố Vũng Tàu, du lịch hai các anh chị ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có rất là nhiều khu công nghiệp, mà khu công nghiệp chúng ta là có các chuyên gia. Cái thứ ba nữa là trong thời gian sau cái thời kỳ nghỉ Tết này, thì những công nhân, những cái người dân mà sống, họ về quê mà các anh chị về Bắc tuần này nọ, họ vào chúng ta rất là cao. Thì do đó cái nguy cơ mà chúng ta có thể có ca bệnh này rất là cao, rất là cao. Thành do đó về trong cái công tác này á, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta phải làm sao chúng ta phòng chống. Thì muốn phòng chống được thì phải truyền thông thôi. Nhưng giống như chúng tôi nói ngay lúc đầu, chúng ta truyền thông làm sao cho người dân biết được những cái triệu chứng, nhưng mà đừng có quá hoang mang. Triệu chứng ví dụ như là anh có sốt, có ho, nhưng mà anh phải có yếu tố tiếp xúc, hoặc là anh đi trở về từ những cái vùng dịch. Chứ không phải là khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái trường hợp nào người Trung Quốc mà chúng ta cũng nghĩ là chúng ta sẽ mắc bệnh cái viêm phổi này. Và khi mà chúng ta phát hiện là bị nhiễm virus corona thì nên xử lý như thế nào thưa bác sĩ? Thì đầu tiên là chúng ta có khẩu trang, thì chúng ta sẽ đưa khẩu trang đó cho cái người bệnh, và bản thân chúng ta cũng phải đeo cái khẩu trang. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ thông báo với chính quyền địa phương hoặc là y tế, ngành y tế gần nhất để có được những hướng dẫn. Và với những cái trường hợp này thì khi mà ở đâu cơ quan y tế nào sẽ nhận cái thông tin này thì người ta sẽ trực tiếp đến đó và người ta sẽ hướng dẫn cho người dân, tức là có thể là vận chuyển bệnh nhân đến những cái khu mà ở đây là khu cách ly điều trị tại các cơ sở y tế. Thì hiện nay các trung tâm y tế huyện đều có hết, và như với những cái trường hợp nặng thì sẽ chuyển về bệnh viện Bà Rịa để điều trị. Và rõ ràng trên những cái xe chứ không hoàn toàn không phải là chúng ta chở những cái xe bình thường, có gì trên những cái xe rồi chuyên dụng rõ ràng để chúng ta không tránh lây lan, tức là khi mà chúng ta chuyển bệnh nhân vào, ngoài ra thì chúng ta phải vệ sinh cái xe này nọ, thì cho định để lây lan cho những nhân viên y tế hoặc là cho những người thân trong cái gia đình đó. Dạ, và hiện nay thì có rất là nhiều thông tin về dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus corona gây ra, làm hoang mang dư luận. Vậy thì bác sĩ có khuyến cáo cụ thể nào để người dân có thể biết cách phòng tránh hiệu quả ạ? Thì hiện nay thì Bộ Y tế đã đưa ra cái khuyến cáo, thì trong đó có 6 cái. Cái đầu tiên đó là chúng ta sẽ đeo khẩu trang đúng cách. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc với những cái trường hợp nghi ngờ hoặc là những trường hợp xác định. Cái thứ ba nữa là đây là một cái bệnh lây qua hô hấp, tức là có thể khi mà cái người bệnh họ ho ra những cái giọt bắn, thì khi giọt bắn đó bắn vào tay chúng ta rồi này nọ, thì ở đây cũng khuyến cáo đó là chúng ta sẽ rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng. Cái thứ tư nữa là chúng ta sẽ sử dụng những cái thực phẩm đã được nấu chín, và chúng ta chỉ sử dụng khăn giấy khi mà chúng ta ho hoặc chúng ta hắt hơi sổ mũi, chúng ta sử dụng khăn giấy, sau đó chúng ta sẽ bỏ khăn giấy này. Và cái nữa là hiện nay giống như nói là cái nguồn lây chúng ta không biết được, do đó chúng ta hạn chế nên tiếp xúc với những động vật sống, kể cả động vật mà chúng ta nuôi tại nhà hoặc là động vật hoang dại, kể cả con vật này là bình thường hay là ốm gì đó thì chúng ta cũng hạn chế tiếp xúc gần. Dạ thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể hướng dẫn quý vị khán giả là làm thế nào để chúng ta có thể đeo khẩu trang đúng cách ạ? Thì trên tay tôi có một cái khẩu trang các anh chị ha. Thì rõ ràng là có khi á thì người ta lại đeo cái khẩu trang này á, cái mặt này thật ra là cái mặt này nè các anh chị, là chúng ta sẽ đeo phía ngoài. Và cái mặt mà hai cái cụm dây này á, rõ ràng là chúng ta phải đeo phía trong. Nhưng mà có những người, nhiều người thì họ đeo ngược lại các anh chị, mà sai các anh chị ha. Các anh chị sẽ thấy ở phía trên này nè, nó rõ ràng là nó có một cái thanh, chúng ta sẽ thấy nó cứng hơn so với cái phần dưới.
Thì cái phần trên này nó có một cái thanh sắt nhẹ ở trong này nè, có một cái thanh sắt nhẹ này trong này. Thì cái phần này á, là chúng ta bẻ để chúng ta ốp vào cái mũi của chúng ta. Thì chúng ta khi mà chúng ta đeo, ha các anh chị ha, chúng ta cái này thì chúng ta sẽ tràn lên cái mũi chúng ta. Tràn lên mũi chúng ta. Chúng ta kéo, dùng hai tay chúng ta kéo cái khẩu trang này xuống, làm sao cho cái khẩu, tức là ở phần dưới cái khẩu trang nó che kín cái vùng ở dưới mặt của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cái khẩu trang này lên, chúng ta kéo lên, cái đây khẩu trang có những cái xếp lớp mà các anh chị, chúng ta sẽ kéo lên. Và trên cái khẩu trang này nó có một cái sờ, thì nó có một cái thanh sắt. Thì chúng ta sẽ dùng cái tay của chúng ta này, dùng hai cái ngón tay của chúng ta, chúng ta bóp. Để chi? Để cho cái này, cái thanh sắt này nó ôm sát cái mũi chúng ta. Tức là chúng ta đeo cái khẩu trang khi này, chúng ta sẽ ôm sát cái mũi chúng ta. Rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta kín. Các anh chị, có những người họ đeo khẩu trang thì lại che nửa miệng hoặc là nửa mũi thôi các anh chị. Rõ ràng là khẩu trang y tế là chúng ta phải che, vừa che miệng, che luôn được miệng và che luôn được cái mũi chúng ta. Khi mà chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta sẽ nên bỏ vào thùng rác. Ha các anh chị, hay chứ chúng ta đừng có vứt vừa bạc. Tức là làm sao chúng ta tránh, chúng ta tiếp xúc ở cái mặt ngoài này của cái khẩu trang. Và khi sử dụng xong rồi chúng ta tháo bỏ thì chúng ta sẽ bỏ vào những cái thùng rác. Đừng có gây, tức là chúng ta đừng có vứt bỏ tùm lum ở ngoài. Tức là nó, nếu mà chúng ta lây bệnh thì rõ ràng nó có thể là lây cho những cái người xung quanh. Khi mà họ vô tình, đặc biệt là những người mà em bé hay này nọ, thì nó có thể là nhặt những cái khẩu trang này. Thì cái nguồn lây cũng rất là nguy hiểm cho những người dân xung quanh chúng ta. Hy vọng những thông tin mà chương trình đã vừa cung cấp sẽ giúp quý vị có những kiến thức cần thiết để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày phát sóng vào tối Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Mời quý vị đón theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.